Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác mặt hàng phi điệp phiên cuối cùng. Đó, em bán nốt phiên này nên em sẽ không bán hàng phi điệp nữa. Tại vì là nhà em những cái cây này cây năm 2 rồi và nó đã có thân già thì em chuẩn bị cắt hết để em làm kỳ. Đó. Thì hôm nay sẽ là lần cuối em giới thiệu đến mọi người nhá. Nhà em có 5 giống. 5 giống cánh trắng và 5 giống hồng. Đó, em đã giới thiệu một vài lần ở những cái video lần trước rồi thì em không nói lại giống nữa. Mà em thì quay cho mọi người xem cái hình thức cây thôi. À, hình thức cây nhà em thì đây toàn là những cái cây năm 2 nhá. Đấy, đều có thân già và đều có mầm con rồi. Đó, mọi người mua về thay cho nó sang chậu to nó sẽ phát triển rất khỏe. Và bây giờ em bán là giá là 30.000 một chậu nhá. 30.000 một chậu, mọi người có thể lấy đủ loại. 10 cây thì em sẽ bao ship cho mọi người. Em nhắc lại một số giống nhà em có này, về cánh trắng này có Phú Thọ, HO này, Di Linh này, Hải Dương này, Nha Trang này. Còn hồng thì có Hồng Yên Thủy, Hồng Y Nhân, Hồng Minh Châu, Hồng Á Hậu và Hồng Xòe. Đó. Cây đây, em cầm một số cây cho mọi người xem đây. Đấy, cây thường nó sẽ có nhiều thân nhá, và trong đó có thân già, có mầm con. Mọi người mua về ấy, thì những cái thân già này mình có thể làm ki được luôn rồi. Đấy, mình có thể làm ki. Đây, tại vì nhà em có những cái cây nó thân già nó còn này thì em cũng chuẩn bị cắt hết để làm ki, tại vì khi mà thân cây nó xuống lá ấy, thì nhìn hình thức nó không được đẹp cho lắm. Đó. Đây, mọi người có thể nhìn đây. Những cái cây này hoàn toàn về chúng ta có thể cắt ra làm ki rồi nhá. Giá là 30.000 một cây thôi, rất là rẻ. Đó, chúng ta có thể lấy các loại 5 cánh trắng, 5 loại hồng, hoặc là các bác lấy một giống được, bác tùy mọi người nhé. Đủ 10 cây này em sẽ bao ship cho các bác. Số điện thoại liên hệ đặt hàng này là 0974702106. Đó, 0974702106. Chúng ta nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Cây đảm bảo như em giới thiệu thì mình nhận hàng nhá. 30.000 đây là phiên cuối cùng rồi, thế nên bác nào mà chưa sưu tầm được thì mình mua trong phiên ngày hôm nay nhá. Em chào mọi người. Quá là đẹp.